Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cứu sống nữ bệnh nhân 59 tuổi ngụ quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 30 lần sốc điện vì bị cơn bão điện học. Đây là một biến chứng chỉ chiếm khoảng 5 tới 10% trong nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân được bệnh viện địa phương chuyển tới bệnh viện Thống nhất vào trưa 18 tháng 9 trong tình trạng đau ngực dữ dội, chẩn đoán nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp. Khai thác bệnh sử ghi nhận Người này đang trong quá trình điều trị đái tháo đường tuyếp 2 vào 2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau tức ngực nhưng không đến viện sớm, cho tới khi những cơn đau ngày càng dữ dội khiến bà phải đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Thống Nhất, trong vòng 5 phút thăm khám, đo điện tim, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Ekip Liên Chuyên Khoa đã quyết định vừa xúc điện chuyển nhịp để xử lý tình trạng rung thất, đồng thời vừa can thiệp đặt stent cho bệnh nhân. Sau hơn 5 phút chạy đua với tử thần, với tổng cộng hơn 30 lần xúc điện, các bác sĩ đã can thiệp thành công mạch vành, đặt một stent tái thông vị trí mạch máu bị tắc tạm thời, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch. Tình trạng cơn bão bệnh cơn bão điện học trong nhồi máu cơ tim cấp là biến chứng không thường gặp, chiếm khoảng 5 đến 10% trong nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Biến chứng này xảy ra sau nhồi máu cơ tim cấp nhưng mà rất nặng nếu không được chẩn đoán xử trí kịp thời thì bệnh nhân có thể sẽ tử vong ngay.